Bản tin sáng ngày 14 tháng 12 của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong 24 giờ qua ghi nhận 475 ca nhiễm mới, tăng 141 ca so với ngày trước, có 244 ca trong cộng đồng, tăng 112 ca. Trong ngày hôm qua, số ca tử vong là 7 ca, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 176 ca. Số ca đang điều trị là 5.885 ca, trong đó số ca đang điều trị tại nhà hơn 1.000 ca. Cụ thể, 244 ca ghi nhận tại cộng đồng, trong đó có 46 ca ghi nhận tại huyện Hòa Bình, có địa chỉ tại thị trấn Hòa Bình 7 ca, xã Vĩnh Bình 3 ca, xã Vĩnh Hậu 8 ca, xã Vĩnh Hậu A 8 ca, xã Vĩnh Mỹ A 3 ca, xã Vĩnh Mỹ B 11 ca, xã Vĩnh Thịnh 6 ca. 44 ca ghi nhận tại thành phố Bạc Liêu, có địa chỉ tại xã Hiệp Thành 7 ca, phường Nhà Mát 13 ca, phường 1 6 ca, phường 2 3 ca, phường 3 4 ca, phường 5 2 ca, phường 7 4 ca, phường 8 3 ca, xã Vĩnh Trạch Đông 1 ca và 1 ca có địa chỉ thường trú tại thị trấn Châu Hưng, Quỳnh Vĩnh Lợi. 30 ca ghi nhận tại Quyền Vĩnh Lợi, 24 ca ghi nhận tại khu sàng lọc Bệnh viện Đa Khoa Thanh Vũ Bạc Liêu, 22 ca ghi nhận tại thị xã Giá Rai, 20 ca ghi nhận tại khu sàng lọc Bệnh viện Đa Khoa Bạc Liêu, 17 ca ghi nhận tại huyện Đông Hải, 17 ca ghi nhận tại khu sàng lọc bệnh viện Quân dân Nghi Bạc Liêu, 16 ca ghi nhận tại huyện Hồng Dân, 8 ca ghi nhận tại huyện Phước Long, có địa chỉ tại thị trấn Phước Long. 175 ca ghi nhận tại các khu cách ly phong tỏa, 50 ca ghi nhận tại các khu cách ly tập trung, 6 ca dị từ các tỉnh thành khác, ghi nhận tại quyền Vĩnh Lợi 1 ca, quyền Phước Long 2 ca, quyền Hồng Dân 3 ca. Trong 475 ca trên có 99 ca dưới 18 tuổi.